Ngang ngào trước hoàn cảnh, một bà lão năm nay đã 79 tuổi rồi, không đi đứng gì được, chỉ bò bằng hai đôi tay. Lúc 23 tuổi thì bà đã kết hôn với một người đàn ông và đã có con. Đến 26 tuổi thì người chồng này lỡ không may đã ra đi mãi mãi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người đến hỏi cưới bà nhưng bà vẫn không chịu. Tuổi thì càng cao nhưng bà vẫn không quên hình bóng của người chồng. Dạ, để biết thêm bà lão này chung tình như thế nào thì đọc lại ở đây. Xin mời quý khán giả bắt đầu theo dõi đoạn video. Thương lắm mà buồn lắm, tối ngủ khóc hoài. Sao vậy? Nhớ ông trời, gọi đi. Bước thì tướng đi, tướng đứng vậy đó, tướng ăn, tướng nói gì á. Nhớ lắm. Chàng ơi chàng, là nhớ hình bóng của ông năm xưa nha. Có khi nào ông về thăm bà không? Cũng có năm bao chứ. Là bữa đó sao bà kể con nghe coi. Ngủ với mẹ. Sao ông lâu về dữ vậy? Anh thấy ông mình thanh à. Năm bao vậy ngủ như thế vậy. Vế nó mừng dữ lắm. Mừng gì mừng ông nha. Thế vậy không có ai cho em có mình. Trời ơi. Tức gì chứ có mình anh bà. Mình ơi nghe nào khóc. Nhắc dây cảnh anh nhớ lắm. Mà nhớ nhất là cái lúc nào? Lúc ăn uống đó. Lúc ăn có gì ăn cái nhường mình ăn, gấp để cho mình ăn hết. Chàng ơi chàng, là cái thời hồi đó chắc khó lắm mới có đồ ăn hả bà ha? Khó lắm. Mà có ăn mà không ăn nhường cho bà ăn? Nhường cho ăn. Là bà nhớ tới những cái hình bóng đó ha? Nhớ hình bóng đó. Cái ngày mà đẹp nhất của bà với ông là ngày nào? Mùng 10 tháng 5. Sao vậy? Sao mùng 10 tháng 5 mà đẹp? Mùng 10, 11 năm tư rồi. Tháng 5 năm 23 tuổi. Sao bà nhớ rõ ngày tháng đám cưới luôn vậy? Ông 23 tuổi, ông 22 tuổi. Ông tuổi dần, tôi tuổi sủ. Nhớ thương lắm nha. Chàng ơi. Ai nói bà phải có chồng chứ đâu có ở vậy. Mình không có nói hết trơn, mình quyết định là giàu. Không có nói hết trơn. Mặc dù cái ngày cưới cách đây là năm mươi mấy năm mà quý vị vậy, mà bà vẫn nhớ như anh từng ngày từng phút luôn đi á. Chàng ơi, là cái ngày đó là ngày hạnh phúc với bà nhất. Là ngày mùng 10 tháng 5. Năm bà 23 tuổi. 23 tuổi. Dạ, đọc lại ở đây cùng Ngôn. Hôm nay cũng có người dân báo là có một bà lão một mình á, đi đứng không được mà nuôi một người cháu á, quý khán giả. Thì sự việc như thế nào thì mời quý khán giả theo đọc lại ở đây vào nhà để hỏi thăm bà lão ạ. Bà ơi. Ơi, chú ăn cơm. Bà đâu rồi? Bà đây nè, bà ăn cơm. Bà có mấy anh em con mới lại có giống như là người mà cho biết là bà có hoàn cảnh á, rồi mấy anh em con lại thăm nè. Đâu đâu bà ra đây con hỏi thăm chút xíu chuyện coi. Nãy đi kiếm cơm này. Rồi bà ở đây với ai? Ở đây mà cháu. Cháu hả bà? Sao bà đi không được hả? Đi không được chú ơi. Năm nay là bà bao nhiêu rồi? Năm 146 là 79 tuổi rồi. Dạ. Chàng ơi, là phải bình thường là bà đi vậy không đó. Rồi bây giờ con vô được không? Con vô nhà bà được không? Vô. Đâu bà ăn cơm với gì đâu, cho con coi coi. Ăn cơm có gì đâu. Ăn cơm với bà Khía. Với bà Khía gì ha? Với là bà đứng lên bà đi được không? Không. Không đi được luôn hả? Không. Là bình thường là bà bò vậy không đó? Bò. Là bao lâu rồi? 2-3 năm nay rồi. Chàng ơi chàng, đâu mình di chuyển lại cái chỗ ăn cơm con coi bà ơi, bà đang ăn hả?
ăn lâu chưa? Thưa quý vị khán giả, một bà lão quý khán giả sống chỉ giống như là trong một cái căn nhà như vậy nè quý khán giả, mà không có con lo cơm nè Khí nè, là cái đó là cái bếp của bà đó hả? Bếp à. Rồi sao không nấu thịt thà vậy chứ, rồi có bà khía này vậy đó hả? Vậy hả? Chàng ơi chàng, cái này là mắm người ở đâu bà có đây? Người ta cho. Người ta cho người bà đó hả? Người cho cái chén đó. Dạ. Chàng ơi chàng, rồi bà cho con hỏi thăm coi. Rồi cháu bà, người ta nói là bà ở đây với một đứa cháu mà, cháu ngoại mà. Cháu ngoại gái, nó đi học. Rồi gần nghỉ hè nó về ở với tôi. À, như vậy là bình thường là bà ở chỉ có mình lên thôi. Có mình à. Rồi có một đứa cháu ngoại gái, cháu ngoại gái mà khi mà nhập học á thì đi học ở ở chỗ khác. Chỗ khác. Rồi nghỉ hè thì về đây lo cho bà. Dạ. Bữa nào chủ nhật á nghỉ học á thì nó về. Chàng ơi chàng, để con gắn cái này lên con trò chuyện với bà xíu ha. Rồi có cháu tôi chủ nhật về đây nè, nó muốn xô nước đó, để đó cho tôi rửa. Là chủ nhật con về nữa. Chàng ơi quý vị khán giả ơi, mà là cái này người ta cho bà đó ha. Cho không đó. Bà khía nè quý vị khán giả. Rồi với vài con mắm mà ăn với cơm trắng nè quý vị khán giả ơi. Chàng ơi chàng, thương bà quá vậy. Thì cái bếp gì đó nha, cái bếp củi là không có nấu được nữa. Không có nấu. Giờ nấu cái bếp ga nhỏ gì đó. Ga nhỏ đó. Có thịt gì không? Thịt đâu rồi, đãi con ăn coi. Thịt ra đâu có, mà cho chú ăn. Chàng ơi chàng, bà cho con hỏi thăm coi. Con nghe nói là, con nghe bà con ở đây người ta nói nè, bà hai là người ta hay gọi là bà hai trung tình á. Là sao mà có cái biệt danh bà út trung tình vậy? Hồi đó cha tôi, ông già tôi gả tôi năm 23 tuổi. Rồi qua hai bước qua vào năm 26 năm Hòa Bình á, chồng tôi mất nha, mất hy sinh. Rồi, là được 3 năm. Nói 3 năm chứ không có chung trong nhà, nói đi hoài, không có đi. Giống như là đi ấy ha. Đi công tác hoài. Đi công tác ha. Là coi như là thời gian là 3 năm nhưng mà thật sự là hai vợ chồng cùng sống chung với nhau là chưa được 3 năm. Tại vì trong cái thời gian 3 năm đó là ông đi đầu này được kia đi công tác. Ông đi hoài. Chàng ơi, rồi bà cho con hỏi thăm là sao ông mất vậy? Ông hy sinh. Rồi như vậy là năm 26 tuổi là lúc đó là bà còn con gái nè. Rồi còn giống như là trẻ đẹp nè. Rồi sao không bước nữa? Người ta bước vui sức luôn á. Được, mà đều không muốn thôi. Không muốn ai chứ. Vì sao vậy? Cho con hỏi thăm sao vậy? Nghèo đi mần ăn hoài, ngày nào cũng mần ở ngoài đồng. Thiệt không? Thiệt. Nghèo đi mần hoài, mần ngoài đồng. Rồi sao tự nhiên người ta kêu là bà Út Trung Hỷ? Ai biết. Nghèo lắm chú ơi. Cho con hỏi thăm coi rồi. Sao mà hồi nãy bà kể là 23 tuổi là bắt đầu là bà có chồng. Có chồng. Tới năm 26 tuổi là đấy. Do ông nhà mất. Mất. Rồi sao tự nhiên từ năm 26 tuổi đó thì một cô gái mà 26 tuổi đó, đối với con mà nghĩ đó, thì lúc đó chắc là cũng nghiêng ngã rồi. Ngã. Sao mà lúc đó là có ai giống như là hỏi thăm đeo bà? Đeo thẹo lắm mà tôi thấy ổng vậy. Thôi tôi ở ổng vậy cho trọn đời. Chàng ơi chàng. Nhưng mà cho con hỏi thăm là sao có, mới có 3 năm tình nghĩa thôi. Là lúc trước là bà có giống như là quen biết trước không? Không, cứ hỏi, cứ mai mối cứ đàng hoàng. Không có chân. Mai mối cưới đàng hoàng nha. Đàng hoàng. Nhưng mà không có phải là giống như là bạn bè quen trước đi học rồi quen nha. Lúc đó là mai mối là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Đặt đâu ngồi đó. Rồi cái gì cái mới có 3 năm sao bà thương nhiều quá vậy? Trời, nó thương đậm sâu vậy? Thương mới thương ở vậy. Thương mới ở vậy hả? Lúc đó là có khoảng bao nhiêu người mà giống như là ngỏ lời muốn trong đó. 3-4 người hỏi
rồi mấy người tập tộc á, nó không muốn ai hết. Ba bốn người là lại hỏi mà còn thêm mấy người chọc chọc nữa, không có chịu ai, không chịu ai chứ, không chịu thiệt tình. Chàng nói chàng thú vị vậy, từ năm 26 tuổi Nguyên Giá là một cô gái, nghe bà con ở đây nói nè là cũng giống như là ngộ lắm á, nhưng mà vì giống như là thương người chồng á mà gìn giữ cho đến là tận ngày hôm nay luôn Nguyên Giá. Là năm nay là bà là gần 80 đi, nói chung là 80 đi, 26 tuổi mà đến 80 tuổi Nguyên Giá. Chàng ơi, rồi nghe nói rồi sáng hay chiều gì cũng ngồi thương nhớ chồng hết trơn hả? Ừ, thấy ở với ba chồng rồi. Rồi tự nhiên rồi bà ngồi như vậy rồi bà nhớ ông, rồi ông đi cũng mấy chục năm rồi sao bà ngồi bà nhớ hoài vậy? Nhớ chứ, nhớ phải nhớ luôn chứ. Hồi đó ổng cưng bà không? Cưng. Cưng sao đâu, kể con nghe thôi. Cưng sao? Ông cưng thì cưng. Thí dụ. Thí dụ mà có gì cho ăn mấy gì đó, cho đi mặn. Cưng là không cho đi mặn luôn. Không. Ba năm mấy là ba năm đó là không có đi mặn ngày nào hết trơn. Không có đi mặn, nhà chỉ nấu cơm. Nấu cơm mà ông gì ông mặn cá. Ừ. Vậy ăn rồi vậy sao? Là bà không mặn mà ông mặn hả? Ông mặn. Mặn bà chỉ việc là bắt cái nồi cơm lên là xong nhiệm vụ rồi đó. Cơm lên xong rồi. Rồi chuyện đi ngoài đường kiếm tiền rồi là ông đi hết. Ông đi kiếm mà ông lo ông làm gì ông mà. Rồi. Có khi nào mà ông có lần nào mà giống như là nói em ơi anh thương em quá không? Có không Bảo? Có chứ. Là bữa đó, bữa đó sao mà tự nhiên ông nói vậy chứ? Ai biết đâu không à. Là bữa đó kể lại coi, bữa đó sao mà tự nhiên ông nói với bà bữa đó, trong cái trường hợp nào? Trong cái lúc nào? Ngồi gì nè, nói chuyện chơi vậy, nói tôi thấy bà tôi thương quá. Chàng ơi, có một câu đó mà đợi thứ mấy chục năm đó hả? Bởi vì đợi mấy chục năm. Chàng ơi. Quý bộ quá. Hồi nãy khi mà con được bà con cho biết đó, thì nói là kêu là thường thường kêu là bà Út chung tình. Con đâu có biết đâu, rồi bữa nay con vô đây là con vô đây là con gặp bà con mới được biết đó. Bà như vậy là ơi, dạ thương lắm mà buồn lắm, tối ngủ khóc hoài. Sao vậy? Nhớ ông tính họ đi, bước thì tướng đi, tướng đứng vậy đó, tướng ăn, tướng nói gì á, nhớ lắm. Chàng ơi chàng, là nhớ hình bóng của ông năm xưa nha. Năm xưa. Có khi nào ông về thăm bà không? Cũng có năm bao chứ. Là bữa đó sao bà kể con nghe coi. Ngủ với mấy à, sao ông lâu về dữ vậy? Cái ông làm thế nào? Mình nằm bao vậy, ngủ như thức vậy. Vía nó mừng dữ lắm. Mừng gì mừng ổng nha. Thức vậy không có ai cho anh có mình. Trời ơi. Thức vậy chứ có mình anh bà. Mình hên cái nằm khóc. Ừ. Bốn mươi mấy gần, coi như là 56, 54 năm. 54 năm mà bà chưa quên được hình bóng của ông nữa. Chưa. Rồi bà cho con hỏi thăm nè, nếu như mà bà quyết định đi một bước nữa đó thì có thể là bây giờ bà có cuộc sống khỏe hơn nè, có đầy đủ hơn nè, rồi lúc đó nhiều người cũng lại hỏi han bà ba bốn người đó, rồi sao bà không lựa chọn là đồng ý đi? Không đồng ý sao, thấy ai cũng không thương nổi chứ, không thương bằng chồng mình. Không thương bằng hả? Không thương bằng chồng mình. Chàng ơi chàng, thật sự mà nói, nếu như mà con nghe bà diễn tả về giống như là cái cách mà ông lo lắng chăm sóc cho bà, con nghĩ rằng chắc những cái ngày tháng đó là hạnh phúc nhất của bà ha. Giống như là bà lựa chọn đúng người ha. Đúng rồi, cha mẹ sắp đặt rồi, đúng rồi. Thưa quý vị, dạ đúng rồi, dạ buồn nhớ lắm. Buồn nhớ lắm ha. Nhắc dây cảnh nhớ lắm. Mà nhớ nhất là cái lúc nào? Lúc ăn uống đó. Lúc ăn có gì ăn cái nhường mình ăn, gấp để cho mình ăn hết. Chàng ơi chàng, là cái thời hồi đó chắc khó lắm mới có đồ ăn hả bà ha? Khó lắm. Mà có ăn mà không ăn nhường cho bà ăn. Nhường cho ăn.
là bà nhớ tới những cái hình bóng đó ha. Nhớ hình bóng đó. Cái ngày mà đẹp nhất của bà với ông là ngày nào? Mùng 10 tháng 5. Sao vậy? Sao mùng 10 tháng 5 mà đẹp? Mùng 10, 11 lắm cư đó. Tháng 5, năm 23 tuổi. Sao bà nhớ rõ ngày tháng đám cưới luôn vậy? Ông 23 tuổi, ông 22 tuổi. Ông tuổi dần, tôi tuổi sủ. Nhớ thương lắm đó. Trời ơi. Ai nói bà phải có chồng chứ đâu có ở vậy. Nói, tôi không, mình không có nói cho quyết định là giàu giàu. Không có nói cho. Mặc dù là ai cái ngày gì? Cưới cách đây là năm mươi mấy năm mà quý vị vậy, mà bà vẫn nhớ như in từng ngày từng phút luôn đi á. Trời ơi, là cái ngày đó là ngày hạnh phúc với bà nhất. Là ngày mùng 10 tháng 5. Năm bà 23 tuổi. 23 tuổi. Chưa được bao lâu thì ông bỏ bà lại nha. Bỏ lại. Nói thôi ăn bữa nay đi. Rồi mơ mốt bà có thương tôi á. Mà nấu cái gì cho ngon á. Để cho tôi ăn mà tôi không có ăn. Chàng ơi là ông nói gì không hả bà? Đúng rồi. Ông không có ăn. Tôi nói không ăn thì tôi ăn. Mình đâu có biết mà ông chối sao. Là nói sao bà kể cũng nghe rõ lại coi. Nói là bữa đó là ông đi đâu? Ông chuẩn bị đi hả? Chuẩn bị đi đó. Cái tôi nói ông đi á thì nói bà ở nhà bà dán bà giữ thân bà mà coi chừng ta gạt bà nghe không. Rồi bà mặn đồ ngon nó ngon thiệt ngon thì tôi ăn, tôi không có ăn đâu. Tôi không có ăn đâu. Rồi sao nữa bà suy nghĩ bà thương tôi. Trời ơi, coi như là có cái điềm nha bà ha. Có cái điềm. Có cái điềm. Tôi nghĩ là ông kêu bà nấu nấu đồ ăn ngon đi, rồi cứ để đó đi rồi cho ông, nhưng mà ông không có ăn. Không ăn. Cái bà nói là ông không ăn thì tôi ăn. Vậy sao vậy? Bà cũng đâu có biết được là đâu lúc đó là chối đâu. Nó chơi qua nó lại mà. Đâu có biết. Trời ơi, nhưng mà con rất là khó hiểu nè. Chỉ có là 3 năm tình nghĩa vợ chồng mà giống như là bà phải giống như là ôm cái bà phải nhớ thương đến là 50 mấy năm mà đến bây giờ đến ngày phút này giây phút này mà bà vẫn còn thương nhớ ông nữa. Mỗi lần nhắc đến ông là sao con thấy bà giống như là muốn rơi đi giọt mắt nha bà. Khóc kiếc rồi hết nước mắt rồi. Buồn khóc kiếc rồi hết nước mắt rồi. Thường thường là mỗi buổi chiều với mỗi buổi sáng á mà bà con nói là bà hay ngồi như hàng ba đó. Là bà ngồi bà làm gì vậy? Ngồi đó cũng nhớ hình bóng ông gì đó. Nhớ gì lắm. Mà bây giờ mình nói ra thì cái nghe nó cừ. Không có dám nói, ngồi hoài. Ngồi như vậy suốt năm mấy năm luôn. Vậy. Chàng ơi chàng. Rồi bà cho con hỏi thăm nè. Bà ở đây một mình như vậy nè. Rồi đứa cháu bà đó, hồi nãy bà nói là có đứa cháu lo đó, rồi đâu rồi? Đứa cháu nó đi xin xưa về tới. Đi xin gì bà? Xin gạo. Chàng ơi chàng. Rồi ai cho ai gì? Rồi bà có mấy người con? Mới đẻ của mình mẹ nó đó. Mới đẻ mẹ nó. Tới ông già nó chết rồi là mới có 22 tháng nè. Là có một người con gái một à? Có một đứa con một à. Rồi sao con gái không ở đây với bà lo cho bà? Nghèo quá rồi nó lo không nổi rồi. Tiền bạc không có cho thiếu nợ cũng minh nhung đập. Rồi nó đi trốn chui trong nổi nó mà. Chàng ơi chàng. Có nghĩa là con gái của bà có gia đình nhưng vì cuộc sống khó khăn. Khó khăn. Cho nên là phải tha phương để mà cầu thực. Mà cầu thực. Rồi bây giờ là hai bà cháu ở đây là hết gạo rồi, bây giờ là đi xin. Đi xin. Chàng ơi chàng. Thương bà quá ha.
Ngôi nhà này là hồi xưa bà có tiền mà cắt hay gì bà? Nhà nước ạ. Nhà tình nghĩa hả? Dạ. Chàng ơi, chàng. Rồi bà có đất đai ruộng vườn gì không? Không có chỗ ở mà. Có nền nhà không vậy đó hả? Không có chỗ ở. Rồi hồi xưa bà, hồi xưa là thời hồi xưa dễ có đất lắm mà sao bà không có đất? Mới có chồng có mần gia viên làm có mần được đâu, còn mần dâu mần làm rồi. Ừ. Là cái nền này là của ông và chồng để lại luôn hay sao? Cho cái nền nhà ở. Ông và chồng á ha. Ừ. Cho cái nền nhà ở ha. Ừ. Ừ, là lúc cho là còn ông. Còn. Ừ. Ừ, xuống gì dạ. Khi mà mấy anh em vào ở Quyên vậy thì thật sự là chỉ nghe bà con ở đây á cho biết á là hoàn cảnh của bà lão nè là sống giống như là lớn tuổi và gặp khó khăn thôi, chứ thật sự không biết được á là bà lão hàng ngày di chuyển á là phải bò như vậy quý nha, không có đứng lên đi được nữa, rồi còn giống như là không có gạo trong nhà nữa quý nha. Bà cho con hỏi thăm nè, rồi không có gạo như vậy đó, rồi đi xin người gửi không có thì sao? Cũng có chút đỉnh. Có khi nào đi xin mà không có không? Có gì vậy, nấu cháo ăn. Nấu cháo ăn đỡ hả bà? Ăn đỡ ngày, qua ngày. Ừ. Đồ ăn thì... Đồ ăn thì nói tới đi, có cơm, có gạo, có cháo ăn. Ừ. Rồi đồ ăn rồi bình thường rồi sao bà có? Thì người ta cho mắm đó, rồi với bà khí á, cái đồ nào người ta bán ế đó người ta cho. Ừ. Hồi đó ở với ông sướng quá đó. Sướng rồi quá rồi bây giờ. Ở mình nên người cực vậy đó rồi buồn không? Buồn chứ. Buồn dữ lắm. Ừ. Bởi vì mới nhớ ông đó ha. Nhớ ông. Ừ. Người ta hồi đó có ai lại hỏi cưới bà mà lúc mà ông mất đó, người ta lại hỏi cưới bà 5-10 cái vàng không? Mà có hồi xưa đâu có vàng nhiều, chừng 5-3 chỉ luôn. Là hỏi cưới bà 5-3 chỉ luôn hả? Ừ. Là hồi xưa là 5-3 chỉ là quý dữ lắm rồi đó. Quý lắm, mà không có ơn, không có thương. Xấu hơn ông hay sao? Không có xấu hơn, ngộ hơn, mà không muốn. Ngộ hơn nữa đó. Ngộ hơn. Mà không chịu luôn. Không chịu. Là lúc mà người ta lại hỏi cưới bà là lúc đó là bà bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. 27 hả? Ừ. Không chơi 26 tuổi qua 27 tuổi. Là người ta lại hỏi liền rồi. Người ta hỏi cưới. Không ơi. Chàng ơi, như vậy là bà chờ đợi một người mà 3 năm là chồng vợ với 54 năm là coi như là gần 60 năm. Gần 60 năm bà giống như là chờ đợi một người nha bà ha. 60 năm người ta nói 60 năm cuộc đời thôi. Như vậy là bà dành cả cuộc đời bà để chờ đợi một người ha. Để chờ đợi một người. Chàng ơi, chàng. Hồi đó con nghĩ chắc do duyên nợ quá bà. Duyên nợ. Chứ sao mà tự nhiên có 3 năm mà bà thương yêu ông nhiều quá vậy? Trời ơi, một ngày cũng thương, 2 ngày cũng thương. Ừ. Nhưng mà bây giờ là con thấy hiếm lắm mới có bà ơi. Tại vì con ít khi nào mà con... Ít khi nào mà con nghe được cái câu chuyện mà một người con gái mà chờ đợi người yêu mình đến 60 năm. Và làm con liên tưởng tới cái câu chuyện mà Hòn Giọng Phu á. Yeah. Ừ. Những cái ngày tháng như vậy đó bà, khi mà mình không còn ông bên cạnh đó, thì cảm giác của bà như thế nào bà? Cũng nhớ chứ, nhớ có gì đâu. Nhớ thì viết cũng quen. Nhưng mà người ta nhớ cũng 1-2 năm thôi. Cũng nhớ hoài. Chừng mà tới chừng nào già, chết, sống thì để bụng chết thêm theo. Cũng theo ổng luôn. Cũng nguyện là sau này là gặp lại ổng nữa hả? Không biết gặp ổng nữa. Nhưng mà bà có nguyện gì không? Không. Bà có nguyện là sau này được làm chồng vợ với ổng sau này không? Sao biết sao ấy đâu. Ý là mình có nguyện thầm không, cầu nguyện không. Chứ sao có mong làm vợ chồng á không? Sao vậy? Không có nguyện cùng trơn á, miễn gặp tới đâu rồi lãnh tới đó.
số tới đâu lạnh, lạnh tới đó không. Ừ. À, bà cho con hỏi thăm nè, như vậy là con gái của bà lâu lâu có gửi tiền về để mà thăm nuôi cũng như là lo lắng cho bà không? Cho hàng lần trăm, năm bảy chục kia. Thì không nha. Thiệt. Bữa nay con quay là con gái bà đang coi đó. Ừ. Thiệt không? Cho bảy chục, bảy chục. Nhiều khi người ta cho 1 triệu, bà nói 500, 50, 70, con gái bà giận đó. Không có đâu, nó nghèo dữ lắm mà nó mận. Người ta mà ngày có nhiêu, ngày có 100 ngàn. Ừ. Dù có cho ra, dù con nó học hành nữa, dù tiền đâu cho nhiều. Cho lần trăm ngàn. Trăm ngàn. Mà bao lâu cho một lần? Ngày hả? Tháng. Tháng có 100 ngàn sao đủ xài bà? Vậy mẹ có gì ăn mấy. Có gì bà dùng mấy gì đó. Vậy à. Có tháng nào không cho không? Có khi có không cho nó. Chàng ơi, chàng thương quá vậy. À, con không biết rằng cuộc sống của con gái bà như thế nào. Okay. Nhưng mà con thấy trước mắt là thấy bà bây giờ sao mà khó khăn quá. Khó khăn lắm. Thí dụ bây như bây giờ cách làm sao là trả nợ cho người ta hết rồi, giờ nó gì nó mần nó có dư dùng đi chốn người ta, giờ mần nó có tiền. Thí dụ như mà có được một ước mơ đó, thì bà ước mơ điều gì? Trả nợ cho người ta. Bà có thiếu nợ ai đâu mà nó, trả? Nó thiếu nợ người ta, vừa nó trả người ta hết tiền, nó nuôi tôi. Là bà ước mơ cho có số tiền cho con gái bà trả nợ cho người ta, đặng về nuôi bà. Đúng rồi. Rồi sau bà cả một cuộc đời rồi, từ khi mà giống như là không có chồng bên cạnh, một mình lo cho con, tới lớn rồi dựng vợ gả chồng xong rồi... Còn bây giờ còn đâu lo nữa. Lo lắm. Từ 3 giờ tới sáng là ngủ không được. Sao vậy? Lo. Sợ người ta lấy đòi nợ. Đâu quýnh. Chàng ơi chàng. Ta đòi lấy nhà hoài. Nhà bà nhà tình nghĩa sao lấy được? Bởi vậy. Nhờ cái tình nghĩa này em thôi người ta lấy vô chú ơi. Rồi lấy rồi bà ở đâu? Ở bên túi. Chàng ơi. Nhưng mà cho con hỏi thăm nè, bà nói như vậy không lẽ là bà sẵn sàng bà bỏ cái căn nhà này để giúp con gái mình luôn hả? Vậy chứ làm sao giờ sang ấy, giờ thiếu nợ quýnh đặt hoài chịu nổi. Ơi chàng, thưa quý vị khán giả, một người á, một người phụ nữ á, là ngay từ lúc còn trẻ thôi, mới hai mấy tuổi thôi thì chồng đã ra đi rồi, một thân một mình tự bươn tự chải, gồng gánh nuôi con tới lớn khôn, nhưng mà tưởng rằng là được nhờ quý vị á, nhưng mà không may là con làm ăn không được á, cho nên là thiếu tiền người ta, rồi bây giờ phải tha phương để mà cầu từng bữa cơm á quý vị á, cho nên là người mẹ một lần nữa lại gầu lo cho người con của mình quý vị á. Sao bà kể con nghe sao mà cuộc đời của bà chỉ có cái ngày 10 tháng 5 là ngày vui thôi, còn như không thấy có ngày nào vui à, còn như không có ngày nào vui chứ gì bà. Tại cái số mình. Rồi số phận mình vậy rồi mình có than thân chấp phận gì không? Khóc hoài chứ than ai giờ. Hả mở họng ra tối ngày có ai đâu là nhà mình than. Mà than người ta có giúp mình gì. Ừ. Thôi để ôm hụn rượu nói ra thì tức ngủ được. Ừ. Ăn được đau. Rồi bà cho con hỏi thăm nè, chân của bà sao mà bà đứng vậy không được mà bà mắc bò. Mới đầu á thì nó nhức. Ừ. Nó nhức từ đâu tới đâu? Từ đây nè. Ừ. Tới đây nè, tới đây nè, tới đây nè, tới đây nè. Nhất hai bên dài dữ lắm. Vậy là coi như là nhất điệu chứ hả? Nhất điệu rồi tê. Rồi sao tự nhiên đứng không được luôn? Dù sao đứng đứng lên đứng hai cây gậy. Ừ. Mà nó sụm xuống nó té. Không được hả? Đứng không được hả? Đứng không được. Nó bây giờ thí dụ như có một cái cây gậy ấy, rồi bà dịnh cây gậy mà giống như con kè bà đi được không? Không. Không được luôn. Đợi, chứ bây giờ mấy chú kè tôi á thì cũng như kéo cây á. Nó đâu có ấy đâu. Không có chịu được hả? Không có chịu gì được. Nhưng mà con gờ con giống như là chân bà còn cảm giác không? Nhưng mà chân bà còn cảm giác không? Bây giờ tê nè.
Nhưng mà mũi chích biết không? Mũi chích không biết, thấy mũi đâu. Chứ không biết, không biết là không. Mũi chích. Trời ơi, như vậy là bao nhiêu năm rồi bà? Như vậy là 2 năm rồi. 2 năm ha. 2 năm rồi. 2 năm trước là bà còn đi được ha. 2 năm trước thì đi gậy. Nhưng chống gậy đi được. Đi hai bên tay, hai cây gậy một cây gậy bốn chân vậy đó. Hai cây gậy 8 chân vậy đó. Mà đi không có được xa. Đi không được xa ha. Vậy. Giờ muốn chết mà chết không được. Sao vậy? Bởi mực bội quá, bò tới bò lui, cực lắm chú ơi. Rồi, ví dụ như tới nhập học cháu bà không có ở đây, rồi tự lên bà mò tới bà lui nấu cơm, nấu này kia. Nấu sáng nấu miếng cơm vậy đó. Ăn tới chiều. Để tới chiều ăn, tới sáng còn á, ăn lại, khỏi nấu, khỏi bò, khỏi cực. Chàng ơi chàng, bà ngồi trên giường dĩ hoài đó. Ngồi. Rồi bà cho con hỏi thăm nè. Ngoài cái ước mơ là có tiền để giúp con gái trả nợ ra, còn riêng bà kìa, bà có ước mơ gì cho bà không? Giờ ước mơ không biết làm sao đi được. Biết sao đi được ha. Vậy là bà ước mơ là làm sao cho bà đi đứng được là phải là im rồi ha. Im được. Rồi có ước mơ gì nữa không? Ước mơ trả nợ cho con tôi về nuôi tôi. Nhiều đó à? Ừ. Không dám ước mơ gì nữa con, nhưng mà con phải xuống nợ bao nhiêu? Trời ơi, thiếu 70 triệu. Thôi, nhiều quá. Nhiều quá sao giúp nổi? Ví dụ như 2-3 triệu giúp nổi. 70-80 triệu sao giúp nổi bà? Trời ơi, nợ mẹ đỡ nợ mẹ đẻ, nợ con đẻ vậy cho chắc cho nổi rồi lấy nào. Khổ quá. Thôi bây giờ trước mắt như vậy đi. Bà là hiện tại là bà đi đứng không được phải không? Thì ở đây con có cái này nè. Đây con có là bột ngải đen. Rồi. Ha. Bột ngải đen này á là sẽ hỗ trợ về các cái triệu chứng là đau thần kinh tọa nè, thoái hóa cột sống nè, thoát vị đĩa đệm nè, đau vai gáy cổ nè, tê bì tay chân. Tê tay tê chân mà dạng như là đi đứng khó khăn mà dở không lên đó là cũng hỗ trợ luôn ha. Ngoài ra là còn hỗ trợ thêm là đau bao tử và chồng ngực dạ dày cho bà luôn. Thì cái này là con gửi tặng cho bà. Cái cách dùng á thì nó đơn giản. Trong này là một hộp như vậy á thì nó có 260 viên ha. Khi mà bà ăn cơm á, bà ăn cơm xong á, cái mấy ngày đầu á thì từ 3 tới 10 ngày đầu á thì bà uống một lần 3 viên thôi. Bà dùng lần 3 viên thôi nha. Khi mà cơ địa mình quen với bột ngải đen rồi á thì bắt đầu là mình mới dùng 5 viên. Nhưng mà mới đầu thì ngày một lần ăn cơm như vậy sau chừng 2-3 phút gì đó, 5 phút gì đó, cái bà lấy 3 viên ra bà dùng. Ha. Ngày dùng 2 lần. Cảm ơn đứng mà giờ tê giò đứng nè, muốn lết tới bắt cái giò đưa lên tới vậy nè. Rồi lết bò tới vậy đó. Khổ quá chú ơi. Tại vì bà giống như là bà gán lướt đó, cái ghét rồi đi không được luôn. Rồi giờ bà dùng này ha. Ngoài ra bữa nay con ghé thăm bà thì cũng có thêm một phần duyên nữa là ở đây là của quý mạnh thường quân là anh Sun Steven ha. Sun Steven là gửi cho bà là 500.000 nè. Cái bà để dành bà mua ít gạo nè. Cái còn ít tiền cái mình để dành cá mắm rồi đi ngang mình mua con ăn gì đó. Cảm ơn nhiều. Này là của quý mạnh thường quân, là của anh Sun Steven. Dạ, trời ơi, quý quá trời. Cái tay được như vậy lắm. Nó không phải giờ cho 100 bạc thì cũng mừng. Bởi vì mình mà không có gia tiền, người bệnh như vậy nè. Tê gì tê chính mắt, không ra phòng vậy nè. Nhúc nhích không được, giò cảm giờ. Mất cái gì? Mất cảm giác. Mất cảm giác rồi. Giờ nó gán dùng ha. Dạ,
cảm ơn nhiều. Ừ, con cũng nói với cái ông đó đó. Đội ơn nhiều lắm. Nói với cái ông này hả? Ừ, cái ông có tiền mà. Sao? Đội ơn, cảm ơn nhiều lắm, mừng lắm. Mừng dữ lắm mà đội ơn hả? Đậu luôn. Chàng ơi, chàng quý quá ta. Anh nghe được chắc anh cũng mát. Bây bây rồi. Mừng tiền cực khổ lắm. Dạ. Mừng tiền khổ mà cho tôi về, tôi mang ơn, tôi đậu ơn dữ lắm. Dạ. Đậu, không mang ơn, mang ơn ít hơn đậu. Thì con cũng nguyện cầu mong cho bà đó. Dạ. Sớm ngày hữu duyên với quý mạnh thường quân gần. Dạ. Xa nè. Dạ. Để nhận được thêm sự giúp đỡ nữa nha. Dạ, dạ. Ừ. Vì con chúc bà sức khỏe nha. Dạ. Ừ. Để con về con nhắn với anh nói vậy nha. Đội ơn gì lắm. Cảm ơn. Đội đi. Đội đi hả? Đội ơn ngay. Mừng lắm. Đội. Mấy chú tới đây tôi cũng đội ơn gì lắm. Mừng ơn gì lắm. Rồi giấu hay gì hả? Nhét vô đây để quên mất. Mừng vậy lắm. Mới thấy suốt đời. 2-3 tháng trời mới thấy 500. Là bình thường là thấy gần trăm không à? Gần trăm lâu lâu người ta cho, không cháu cho. Người mới thấy bữa nay thấy, anh thấy tờ 500. Thấy tờ 500 mừng vậy. Đó là ngục khẽ. Dạ, thôi bà giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ, dạ. Ừ. Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì một lần nữa cho Ngôn xin phép được thay mặt bà Út Trung Thủy được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, và đặc biệt nhất là anh Sun Steven đã trong ngày hôm nay đã gửi cho bà là 500.000 để bà có thể mua gạo và mua một ít đồ ăn cũng như là lương thực. Thì một lần nữa cho Ngôn thay mặt bà gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Dạ rồi, đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Con xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp ạ.